Thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em. Số điện thoại của Điền là 0347471112. Điền ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh anh em nào gần thì chạy qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ nghe anh em. Bữa nay là ngày 10 tháng 1 năm 2022 thì bữa nay 18 mình này còn ship hàng được 4 ngày nữa nghe anh em. Thì bữa nay thứ ba, ngày mai thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chưa thứ bảy nữa là ngưng rồi nghe anh em 4 ngày nữa. Thì anh em coi có xài hàng gì thì tranh thủ soạn hàng đặt nha anh em nhiều khi anh em thấy xài xài vậy chứ anh em tưởng còn không có coi đó, chừng coi lại hết anh em biếu hối quá thì đừng làm cũng không được Nhưng lại nhiều anh em lo làm rồi không có quên soạn hàng đó tới chừng chơi cái không có anh em ship xe rồi nó cũng mắc lắm với lại nhiều khi không có xe đó nha anh em tết này ở đâu cũng kẹt giao hàng cũng đang chậm chậm đó anh em có đặt hàng không gà chừng hai ba ngày nay bắt đầu thấy chậm chậm nữa anh em có gì thông cảm đợi dùm điện tí xíu với lại anh em có xài gì tranh thủ đặt nha anh em càng cận thì nó càng trận trận không có nhận hàng đi nữa nhiều bên lắm mình gửi hai ba bên lần mà bên nào cũng trận hết trơn ship hàng đang gặp khó khăn nha anh em chứ không phải là tiền không muốn ship thì có vài chuyện thông báo với anh em trước vậy đó chia sẻ chút ít khó khăn đây tết này cận tết hàng tất cả các món những cái shop khác rồi những cái người bán hàng của cái những cái món đồ khác đó, anh em ta cũng hàng nhiều á quần áo đồ nhiều á đơn hàng nó dồn lên thành ra cái người phát phát không kịp chậm chứ không phải gì đó thì trong cái clip này bữa nay thì đừng sẽ chia sẻ đến anh em những cái lưu ý khi xài thằng chích xanh với cái thằng nhỏ vàng tại vì khoảng chừng tuần lễ nay thì anh em lấy thằng nhỏ xanh với chích chích xanh với nhỏ vàng này rất là nhiều nên có một vài cái lưu ý cái cái điểm nhỏ thôi những cái điểm lớn thì điện đã hướng dẫn anh em rất là nhiều clip hầu như với lại những anh em khách cũ thì đã biết xài rồi có một cái vài điều chú ý thôi anh em chú ý ngay cái những cái điểm đó để tránh những cái không hay mình xài cho nó đạt ngay cái tạ lần đầu tiên và những anh em đã xài lại để tránh thì anh em xem video thì nhớ cho điện một like nha anh em còn anh em nào mới vô xem lần đầu tiên thì nhớ đăng ký kênh nhấn nút chuông theo dõi để thường xuyên cập nhật những video mới về những loại thuốc nuôi Thuốc tăng bo cấp tóc Giá cả nó theo ngày tháng Cách xài những lưu ý đồ để mình xài hiệu quả nha anh em Rồi sau đây thì Điền sẽ đi vào hướng dẫn cho anh em Đây là chích xanh với nhỏ vàng nha anh em Chích xanh bữa nay Điền chiếc chai nhỏ ra ít thôi điền chưa chơi bự nhiều tại mấy bữa nay anh em lấy toàn chơi bự nhiều để thủ chơi tết không à nên em có gà nhiều với đang xài quen rồi thì xài này nhiều chích xanh này là dòng tăng bo cấp tốc anh em xài được hai bến luôn nha mau chơi 15 phút là chơi được cầm 12 tiếng đó tuy gần thằng này, thằng chích xanh này điền lưu ý lại với anh em là thằng này nó không có quá dữ nhưng anh em xài bao nhiêu lần trên một con gà 10 lần mười mấy lần nếu con gà anh em đủ lực đủ chơi hay thì nó vẫn chơi tốt nha anh em vẫn như bài thở ban đầu luôn còn có nhiều loại anh em đòi giữ dần vô chơi được một lần một qua lần thứ hai không còn tác dụng nữa hoặc là hư gà luôn đó cái thằng này điền bán biết hồi xưa giờ luôn nha anh em đúng 15 phút là chơi được mới đúng hàng xanh cực kỳ hay chai 5 c là 3 triệu thì cái điểm lưu ý của con chích xanh này là anh em không tuyệt đối không có bỏ thuốc trong cốp xe nha anh em không bỏ quên ngoài ánh nắng trực tiếp bảo quản chỗ mát và khi anh em chích xong á anh em nhấp vài chân cho con gà nếu anh em chưa quen nhấp vài chân nó rồi lau mặt lau mài chỗ uống miếng nước chừng nào vô trường chơi thì anh em xài nước thoải mái nhớ khởi động con gà mạnh lại dùm điện nha anh em ngắt tích đồ làm cho con gà mình nó săn lên cho nó tươi đó anh em chú ý là đừng bỏ vỏ lâu quá nha anh em nếu mà cái đoạn này nè anh em nghe chưa kịp thì anh em tua lại nghe dùm điện cái những cái lưu ý này là cực kỳ quan trọng thấy những cái điểm nhỏ thôi thấy vậy chứ anh em làm đúng bài bản là chơi cực kỳ nó cực kỳ buông ra một cái là con gà nó tươi từ đầu tới cuối luôn đề ba mạnh nước khuya bền trụ chân vững cực kỳ hay nếu anh em nhiều khi bỏ sơ sót một công đoạn thôi là con gà nó nó dễ bị đừ lắm Thế nên nhất là những trường hợp anh em đi mà đợi quá lâu cái bỏ trong vỏ không gà nó nóng rồi cái rồi gà nó chơi không có hay nó đó, đó là chích xanh chích xanh thì xài xưa giờ nên được anh em sử dụng rộng rãi lắm anh em xài nhiều chiến này mình chừa chai lớn lại bây đang bán bây giờ với uh, qua tết là anh em xài chích xanh chai lớn nhiều đường không gậy cũng có giao bên uh, hà tiên <laughs> còn nhỏ vàng này bữa nay còn cũng ít ở dưới còn chừng hai, hai, mấy c nữa đây điền lấy lên ít chai làm nhỏ vàng này là chiên dòng nạp tốc độ nha anh em xài cực kỳ hay con gà con gà mà không có bến thế những gà đá chân chậm không có bến thế vô anh em vô cái nó cũng thành con gà lùa luôn vô hít vô một cái nó bươi nắm miệng một cái là mấy chân lông nghe anh em miệng nó nắm lông một cái là lên mấy chân thẳng gan bò còi ngon lắm lì ối đồ nước mạnh còn cái chuyện mà tịch cửa hay không là do con gà nữa nghe anh em Nói chung là xài tất cả các dòng thuốc này để hỗ trợ lực cho con gà đề ba mạnh. Kéo dài, bền bỉ, ói đồ lướt được. Nó mình nói khéo nhẹ thôi. Đó là chủ yếu về cái phần lực. Có một chút cái sự bền bỉ trong đó nghe anh em. Ói ụa đồ lướt được mạnh. Đó là những chợ tim. Đó là những cái tác dụng chính của nó. Chứ còn về phần chân thịt cửa hay không là cũng phụ thuộc một phần vào con mẻ gà. Rồi con gà cái bến thế nó khôn khéo hay không hay là nó vô ẩu quá nó cũng vô nhưng mà con con nó vô khôn con vô ẩu anh em mình nói vậy để anh em có cái sự chuẩn bị trước nhỏ vàng này là xài cực kỳ phần con gà nghe anh em rất là nhiều anh em đã lấy lại hôm nay xài 5 c 10 c nhiều có anh em còn đòi lấy mấy chục c về chia cho anh em hôm nay có hai người đòi lấy hay ba c mà không có hàng giao anh em cái đó là không có thua luôn bây giờ bán lợi ít hay lợi nhiều mà có hàng bán là cho anh em là mừng thằng nhỏ vàng này bởi vậy không gà điền cũng ít làm clip là vậy nhiều khi làm quá cũng không có hàng để bán mai bữa 20 20 còn về được ba mấy C, 40 chục xe nữa bốn c xe chứ ra còn ba mấy à. qua rồi qua tết mới có về nữa Ngoài ra đây còn nhiều món dành cho gà tơ đồ nữa nghe anh em. Sổ lãi, tấm gà, cao quy, mega, galomin B15-12. Này catosan của Thái cho gà tơ, gà chống nọc, máy nọc. Đó. Nào bên đây là ginseng này nghe anh em. Ginseng này không gà anh em xài khủng khiếp lắm. Bữa hổm nó qua giáp với cái B15-12 bữa nay còn ít rồi. À. Ginh xe này thì 200 ngàn chai 5 tặng 1, 10 tặng 2. Thuốc tan cũng là một món không thể thiếu trong những ngày Tết nha anh em. Mấy gà anh em cũng lấy thuốc tan giữ thần lắm để dự trữ. Qua mùng 6 uh, ship thì cỡ mùng 8 trở lên, qua mùng 8 Tết đó, trở lên anh em mới có hàng xài nữa. Thì cái gì coi thủ sẵn nha anh em. Ví dụ như còn mấy cái món hàng xài cho gà tơ đó. Thì anh em thiếu thì anh em chậm chậm được. Chứ những cái món mà đang, đồ chơi đang cần gấp. Như thuốc chích xanh, thuốc nhỏ vàng nè. Ginseng đâu nè. À, nhiều anh em cũng phân dân cái ginseng này với cái thằng B12 á. Thí dụ anh em muốn lựa chọn giữa hai loại này. Thì anh em chọn cái loại nào thì anh em nên chọn cái thằng ginseng nha anh em. Tại vì ginseng nó tăng cái lực mạnh, nó bền. Nói chung nuôi con gà nó cân bằng hơn Anh em có thể thúc những ngày cuối Nó đi nước khuya rất là mạnh Bo lớn nó bền Nó cũng vừa phần con gà luôn Nó có thể lắp được cái phần của B12 luôn Nhưng mà cái thằng B12 mà anh em xài không Nó không kéo nổi cái phần của thằng này Nó cho nên những ngày cuối mà gấp rút quá Thì anh em lấy ghiên sen này Anh em nhỏ vô liên tục anh em Con gà nó dù gì nó cũng sẽ tăng Bo đầu mạnh nó bền bỉ nước phia đồ nó sức lực nó chống chọi rất là tốt nói về phần lực của nuôi á nó không thể uh, giống như cái thằng lực của kích thích này nha anh em nó khác nhau nên anh em có xài một nước nuôi tí xíu vậy là vô anh em chơi như vậy là nó cực kỳ khỏe bền giá cả thì tiết kiệm dễ chịu nha anh em điền bán những cái thằng này nó cân đối vừa sức cho anh em chơi Gọi anh em có mua hàng thì alo trực tiếp số điện thoại của Điền nghe anh em 0347471112 hoặc anh em nào ở khu vực gần thì cứ chạy qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ. Hàng lúc nào cũng có sẵn. Cái gì Điền quay lên clip có là có sẵn nghe anh em. Chứ Điền không có để mấy cái hình thức vỏ hộp gì hết trơn. Nó anh em thấy tấm gà đóng đống đống đây là hộp nguyên mới không nghe anh em. Tem chưa khui không nè. Nếu anh em nào lấy chốt nguyên hộp á rồi điền gửi về cho anh em tem chưa khui về không nè. Ách tiếp cũng vậy luôn nè. Tất cả những hàng phi mà có hộp có niêm yết nè. Anh em thấy không? Anh em mua nguyên hộp không khi nào điền dồn hàng lẻ bậy bạ bã vô. Đây thằng Cao Huy cũng vậy nè. Nói chung những cái mặt hàng phi á. Mặt hàng nào mà có tem niêm yết á. Anh em mà lấy nguyên hộp là gửi nguyên hộp. Đắt. Mới cáo này nè anh em. Tháng 6, 2025 Rồi, Điền xin uh, clip nó hơi dài thì, uh, Xin anh em thông cảm và Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem clip Tại vì nói nhiều khi không hết ý Nên clip hơi dài Rồi, anh em có xài hàng gì Thì uh, xem tranh thủ đặt nha anh em Rồi, đừng cảm ơn anh em đã ủng hộ Điền Chào anh em